Báo cho phụ nhân biết, lẹ lên. Lên đây coi nha. Lão gia, lão gia, lão gia. Không phải người này. Ta đã sát hại người vô tội rồi sao? Lão gia ơi, lão gia, lão gia. Bây người ta cứu người, cứu người. Bây người ta cứu người. Hại phố ông, để lại mẹ quá con coi không nơi nương tựa. Nợ này ta phải trả cho người. Ngày sau ta xin nguyện trở thành dâu, thành vợ, cả đời chăm sóc phụng dưỡng. Công tử, tiểu thư con gái nhà ai mà xinh đẹp quá? Công tử cho thiếp hỏi, công tử có phải là người ở vùng này không? À, phải. Thiếp tới đây để tìm người thân. Chẳng hay người thân của tiểu thư tên họ là chi? Nếu tôi biết được tôi sẽ chỉ dẫn tiểu thư đi tìm. Xin thưa, cha mẹ thiếp mất, thiếp tới đây để nương tựa một người chú tên là Trần Xanh. Này chú ngoài 40 tuổi. À, ông Trần Xanh, thật là tiếc quá. Ông Trần Xanh đã chuyển đi nơi khác cũng được mấy năm nay rồi. Thôi chết, thiếp đi từ xa tới đây để nương tựa chú thím, mà bây giờ chú thím đã đi mất. Nơi này thiếp không biết nương tựa vào ai, thân nữ đơn lẻ không biết làm sao đây. Tiểu thư đừng quá lo lắng. Nếu như không có chốn nương thân thì ở tạm nhà tôi vài ngày. Nhà tôi còn có mẹ già, tiểu thư và mẹ già tôi có thể bầu bạn mỗi ngày. Dạ thôi. Tiểu thư đừng ngại, nhà tôi còn có phòng khách. Tiểu thư đừng quá lo lắng. Dạ, vậy đa tạ công tử. Mời nàng, đây là nhà của ta. Chào công tử. Tiểu Yến, đây là tiểu thư Thu Sương, sẽ ở khách nhà ta vài ngày. Người mau vào sắp xếp phòng cho nàng đi. Trai ta đã về rồi à? À mẹ, à, thưa mẹ, lúc ở miếu con gặp được tiểu thư Thu Sương, người ở phương xa tới đang đi tìm người thân. Nhưng mà chẳng may người thân của nàng đã chuyển đi nơi khác, lạ xứ lạ người, không nơi nương tựa. Cho nên là con đưa nàng về nhà mình ở khách vài hôm. Con xin phép mẹ cho phép à. Dạ chào phu nhân. Có chuyện gì? Hai người đi pha trà cho ta đi. Con tính nói về chuyện Thu Sương đúng không? Một chuyến vì này á, ta phải coi được bộ mặt thật của ả ta là gì mới được. Mấy bữa nay nàng ở nhà ta đã thấy quen chưa?
Nhà chàng rất là tốt với ta, ta rất là mang ơn chàng. Nè Thu Sương, sao lại nói chuyện ơn nghĩa ở đây? Nếu như nàng thích, nàng có thể ở bao lâu cũng được. À, sao lại như vậy được? Ta chỉ ở tạm một thời gian, sao mà ở lâu dài được? Thu Sương kết duyên với ta, ta xin hứa khi cưới nàng sẽ đủ tam thư lục lễ, và sau này ta không nạp thiếp. Thu Sương, nàng đồng ý kết duyên với ta, ta vui lắm. Không biết là kiếp trước ta đã tạo nên phước đức gì mà kiếp này ta kết duyên được với nàng. Chính là xà yêu. Xà yêu? Con trai bà đã bị con xà tinh mê hoặc rồi. Yêu xà mê hoặc? Không lẽ tiểu thư Thu Sương chính là xà yêu? Chính nó đó. Nó là con rắn tinh tu luyện thành người, pháp lực rất là cao thâm. Đàn ông bị nó mê hoặc thì không những mất đi lý trí mà còn trầm luân trong tình ái nữa. Trời, xin thầy giúp đỡ gia đình ta, ta sẽ tạ ơn thầy trọng hậu. Con xà tinh này pháp lực rất là cao thâm, mấy cái tay thầy pháp tầm thường không có trị nổi nó đâu. Thầy là bậc cao minh, xin thầy hãy cứu giúp con trai tôi. Có phải lúc trước chồng bà bị rắn cắn chết không? Dạ thưa thầy, đúng rồi ạ. Con rắn đó chính là ta đó. Chính là ta? Chính con rắn này đã cắn chết chồng bà đó. Cắn một phát hết phương cứu chữa. Năm xưa ả ta đã cắn chết chồng ta, bây giờ còn muốn mưu hại con trai ta. Ta thề không đội trời chung với ả mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là bột hồng hoàng, là khắc tinh loài rắn. Bột hồng hoàng? Cái này mà rắc lên người á thì xà yêu sẽ hiện nguyên hình và pháp lực sẽ mất đi trong một thời gian ngắn. Khi mà ả ta mất hết pháp lực biến lại thành xà yêu, ta sẽ cho người đập chết ả. Tức là tùy người. Ta xin đa tạ thầy. Tiểu Yến. Xin gửi thầy chút lòng thành. Dâng lên tổ đi. Dạ, ta tạ thầy. Mẹ, ả ta chính là rắn tinh, năm xưa đã cắn chết cha con đó. Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Con không tin mẹ hay sao? Mẹ đã đi miếu ngũ hành, mẹ đã biết được ả ta chính là rắn tinh biến thành người, năm xưa đã cắn chết cha con, giờ vô đây á để phá hoại nhà mình đó con. Mẹ à, không có chuyện đó đâu mẹ à. Con không tin mẹ hay sao? Em sao vậy? Thu Sương, Thu Sương, em đi đâu vậy Thu Sương? Ở lại, không có được chạy theo con rắn tinh đó nữa. Thu Sương, con đứng lại đó. Cầu cho con rắn tinh đó chết luôn đi, đừng có quay lại nhà này ám hại nhà ta nữa. Thu Sương, Thu Sương, nàng đâu rồi Thu Sương? Thiếp xin lỗi chàng. Thu Sương ơi, nàng đâu rồi? Thu Sương, nàng đâu rồi Thu Sương ơi?
Thím xin lỗi chàng. Sao mẹ thấy con xanh xao ủ dột quá vậy? Con không sao, mẹ đừng lo. Bộ con cần vẫn nhớ đến con rắn tinh đó hả? Mẹ, con xin mẹ đừng nói Thu Sương như vậy. Ả ta chính là rắn tinh, là người đã hại chết cha con, khiến cho mẹ con ta lâm vào hoàn cảnh như thế này. Bộ con quên hết rồi hả con? Con không quên. Trước khi cha đi ra khỏi nhà, cha còn chơi đùa với con mà. Con trai cưng của cha, làm gì mà ngồi mình buồn vậy con? Ủa, cha đi đâu vậy cha? Bữa nay cha có việc cần phải đi. Cha cho con đi theo với. Không được, bữa nay cha đi hơi xa, giả lại cha phải băng qua một cánh rừng hoang vu lắm. Khi nào mà có dịp á, đi ra chỗ phố thị đông vui á, cha cho con theo. Ở nhà đi, rồi về cha mua quà cho con nghe. Vậy cha nhớ đi cẩn thận nha cha. Ừ. Ở nhà ngoan nghe. Dạ. Cha đi nghe. Dạ. Buổi sáng hôm đó con cảm thấy buồn lắm, như linh cảm một điều gì đó chẳng lành. Thì tới trưa con được nhận tin là cha mất. Thầy Pháp đã nói cho mẹ biết Thu Sương chính là rắn tinh. Con xin mẹ đừng tin những lời thầy Pháp vô căn cứ đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ đã có ác cảm với cô ta. Mẹ linh cảm rằng cô ta chính là rắn tinh đã hại chết cha con đó. Mẹ, mẹ nói rồi, không được tơ tưởng gì nữa hết. Rõ ràng là nghe có tiếng động mà, sao lại không có ai hết vậy? Công tử, Tiểu Yến mới hầm bát canh xăm bổ dưỡng cho công tử nè. Ta không uống đâu. Công tử, mấy hôm nay công tử ăn uống thất thường, phu nhân rất là lo cho công tử á. Công tử ráng uống bát canh này nha. Sao ta đau quá? Công tử bị sao vậy? Càng ngày càng đau hơn, đau quá. Công tử có sao không vậy? Phu nhân ơi, công tử. Đau quá. Thầy thuốc. Đau quá. Mẹ ơi. Con làm sao vậy? Làm sao vậy? Phải đau. Cái này nè. Công tử.
Đại phu, con trai của ta làm sao rồi? Xin phu nhân thứ lỗi cho tôi, tài hèn sức mọn. Nhưng hiện tại tôi không biết công tử đây đã trúng phải là độc như thế nào. Xin mời cô nhân khác ạ. Con trai ơi, mau tỉnh dậy đi con. Con ơi, đừng có bỏ mẹ. Uổng công ta nô quân phản phúc, mưu hại gia chủ. Tô Sương, chàng làm sao vậy? Ta bị trúng độc. Cha của Tiểu Yến đã bỏ độc vào bát canh sâm. Bây giờ hai người họ đã bỏ trốn rồi. Đúng là quân độc ác. Thiếp sẽ đi tìm bọn họ lấy thuốc giải độc cho chàng. Con đừng có tơ tưởng tới công tử đó nữa. Nghe lời ba đi. Thường ngày phu nhân đối xử với con rất là tốt. Mình làm vậy là vong ân bội nghĩa đó. Chẳng lẽ bây giờ con muốn ở đạo suốt đời, muốn làm nô tỳ suốt đời, khum lưng không ngất đầu lên nổi cho tới lúc chết à? Bà ta không bao giờ cưới con cho con trai của bà ta đâu. Có làm nô tỳ, có làm thiếp cũng không được kìa. Vì công tử kia đó đã có người con gái khác rồi. Nhưng mà cha cũng không nên độc chết công tử. Nếu cha không làm vậy, con có chịu đi theo cha không? Hả? Xin con đừng giết con gái tôi. Xin con nương mà. Các người đúng là cha nào con nấy, độc ác như nhau. Mau đưa thuốc giải đây, nếu không thì đừng trách ta. Thuốc giải? Ta không có. Các người hạ độc mà không có thuốc giải là sao? Vì ta sợ con gái của ta lén đem thuốc giải đến cứu công tử, nên ta dùng loại thuốc độc, không có loại thuốc giải. Người... Tôi xin cô đừng giết con gái tôi nè. Ta sẽ không giết các người, nhưng ta sẽ cho các người biết sống không bằng chết. Ta sẽ cho các người bị độc rắn hành hạ cả đời. Năm xưa ta lỡ hại giết chồng bà, ta rất là hối hận. Ta nghĩ khi con bà lớn, ta sẽ trở thành vợ chàng để chăm sóc cho chàng và phụng dưỡng cho bà, để bù đắp lại những lỗi lầm năm xưa. Nhưng không ngờ là ta có mất công chồng, tin làm kẻ gian. Bao nhiêu tội lỗi một mình ta xin gánh chịu. Ta cầu xin cô, cầu xin cô hãy cứu con trai ta. Được rồi, ta sẽ cứu chàng. Từ nay ta và gia đình bà coi như không còn nợ nần ân oán gì nữa. Tỉnh dậy đi con.
tỉnh dậy rồi. Mẹ, cảm ơn trời Phật. Có chuyện gì vậy mẹ? Chính là Thu Sương đã cứu con đó. Cho ta lấy nàng rồi, Thu Sương ơi. Thu Sương, Thu Sương, Thu Sương ơi, nàng đâu rồi? Thu Sương, Thu Sương, Thu Sương ơi. Sinh rất thương nhớ Thu Sương. Lúc này người mẹ đã giải được hờn quán năm xưa nên cho phép hai người ở bên nhau. Tú Tài vào rừng tìm Thu Sương, anh đi khắp nơi cũng không tìm thấy. Nhưng khi chàng đến một dùng suối vì quá mệt, chàng đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng chàng đã thấy Thu Sương hiện về, nhưng khi tỉnh giấc chàng không thấy nàng đâu cả, chỉ thấy được con rắn bên mình. Chàng mang rắn nhỏ về nhà chăm sóc. Kể từ đó chàng và nàng đã ở bên cạnh nhau trọn kiếp. Giải bà con ơi, giải đi. Ê ông, nè, mua giải ủng hộ tôi coi, mua về cho bà nhà đi. Cái này đẹp đi. Ê bà, con bé kia phải bé quang bà. Thì nó cho ai, còn cái bà kia là vợ nhỏ của ông năm chủ ruộng đó. Sao bữa nay tôi thấy nó khác khác sao á? Trời ơi, thì mẹ nó làm chuyện bại hoại gia phong, bỏ nhà theo trai thì nó phải khác chứ. Tội nghiệp, mẹ làm mà con gái ở lại đây gánh chịu. Hồi xưa cũng là tiểu thơ đài cát như ai, mà bây giờ nhìn kiểu như người hầu. Tôi thấy đáng lắm. Bây giờ nó phải chịu cực khổ để nó nhớ chuyện má nó đã làm. Chứ sau này lớn lên còn biết lễ nghĩa, phép tắc. Chứ mất công á, nó cũng lấy trai như mẹ nó thôi à. Mẹ tôi không làm chuyện đó. Thôi tôi đi. Mày oan ức lắm sao mày Thanh Minh? Đi về. Trời ơi, cái vòng của tôi, cái vòng tôi mới mua biết bao nhiêu tiền. Mày biết tao thích nó, mày cố tình mày đập đúng không? Con mày, mày đi về, đi về. Về ơi, về đi ra cho con đi. Mày về chỗ người ta buôn bán sùm. Mày ra đây, mày quay xuống. Đồ đạc của tao quý giá 100 lượng bạc mà mày làm hư, hôm nay hả tao phải đánh cho mày đủ 100 đó nha. Bây giờ tao đánh mày, mày đếm từ 1 tới 100 cho tao. Không. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Dì ơi, dì đây cho con đi dì. Con chịu hết nổi rồi dì ơi. Tại sao mày dám làm hư đồ đạc của tao? Tại vì lúc đó con nghe người ta nói xấu mẹ con muốn chạy đạo giải thích nên mới bất cẩn, con không có cố ý mà gì. Vậy mày cần đáng tội hơn nữa. Biết đang giữ đồ của tao mà còn ráng chạy theo Thanh Minh hả? Tao cần đánh mày nữa. Tại người ta nói xấu mẹ con. Mẹ con đâu phải là người như vậy đâu. Mẹ mày là cái thứ lăng loàn, bỏ chồng bỏ con đi theo trai, đáng để người đời dè biểu. Mày hiểu chưa? Không, con không tin. Mẹ con bị oan. Con không tin mẹ con bỏ con mà cha đi theo người khác. Con không tin.
chính ba mày là người chứng kiến đôi gian phu dâm phụ đó, bằng chứng rõ ràng. Ai nói cái nỗi gì hả? Không phải, không, mẹ không bị oan, chắc chắn mẹ không bị hại mà. Mày là con của cái thứ đàn bà lăng này, tao cho mày ở trong cái nhà này, cho mày ăn là may phước cho mày lắm. Mày muốn tao đuổi đâu mày đi đó không? Nãy giờ tao đánh là mày không đếm đúng không? Mày đếm tay cho tao. Mày đau, mày đau, mày phải, mày nhớ, ai mà. Hôm nay em có nấu mấy món mình thích nè. Tôi đã nói với mình rồi, mấy cái việc bếp núc này cứ để người hầu kẻ hạ người ta làm cho. Nhưng mà em thích nấu cho mình ăn. À, con Hoa đâu rồi? Sao nó không ra ăn cơm chung? Em phạt con nó ở trong á. Mình biết không, dạo này hả, con á nó bướng bỉnh lắm, nó còn cố tình á làm hư đồ đạc của em hết trơn à. Hôm nay á em phải phạt con, anh chiều con riết con hư rồi. Thôi, mình coi dạy lại con nha. Mọi việc trong nhà bây giờ trông cậy vào mình đó. Mình yên tâm, em sẽ lo chu toàn mọi việc, bảo ban con nên người. Thôi, ăn cơm đi mình. Đây là hoa mẫu đơn vàng, dân gian còn gọi là hoa trang đó con. Tại sao lại gọi là hoa mẫu đơn á mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng mà loài hoa này là biểu tượng của tình mẫu tử. Mỗi lần nhìn thấy hoa này sẽ thấy được tình yêu của người mẹ dành cho con cái của mình đó. Hoa, wow, hèn gì nó đẹp giống như mẹ của con vậy. Chà, nay biết nịnh mẹ dữ ha. Con nói thiệt mà. Vậy là sau này cứ mỗi lần nhìn thấy hoa mẫu đơn là nhìn thấy mẹ rồi. Dạ đúng. Mẹ, mẹ. Anh Khoa. Mẹ. Mẹ không thể ôm con được. Tại sao vậy mẹ? Con muốn ôm mẹ mà. Anh Khoa à, mẹ đã chết rồi. Bây giờ mẹ chỉ là một linh hồn dứt dưỡng. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ôm con được anh Khoa. Mẹ, mẹ đưa con về đi mẹ. Con không muốn ở đây nữa. Con muốn ở với mẹ. Không được anh Khoa, con không thể ở bên cạnh mẹ được. Nghe mẹ nói không? Người ta nói xấu mẹ, người ta nói mẹ đi theo người khác, bỏ con và cha. Nhưng con không tin. Đây là nỗi uất ức của mẹ. Đêm hôm đó mẹ đã chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Trời ơi, em hẹn đâu ra cái chỗ mà nó giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Lỡ có ai nhìn thấy rồi sao? Lỡ gặp thì thôi chứ sao. Chàng có biết á là Thiếp nhớ chàng lắm không? Chàng nói là chàng yêu thương Thiếp, mà mấy bữa nay á chàng bỏ mặt Thiếp để cho hả chiếc đơn con một mình. Thôi mà, ta biết rồi mà, năn nỉ mà. Cho ta thêm chút thời gian nữa đi, được không? Hả? Thiếp không chịu đâu, đợi gì mà đợi hoài vậy? Thôi mà, ngoan đi ta thương nha. Ngoan nè. Mình. Ủa? Mình, mình tới đây chi vậy? Tại sao? Tại sao hả? Lỡ rồi, trước sau gì cũng biết. Chàng nói cho người ta biết luôn đi. Nè, mình... Nè. Anh chị. Trơ trẽn. Cùng phần đàn bà với nhau, đã không thương lấy nhau thì thôi, cô còn ăn nói ngang ngược như vậy, làm những điều sai trái. Đúng là thứ đàn bà lăng loài, trơ trẽn mà. Thôi mà chị mình... nói, chị nói ai lăng loài? Tôi nói cô đó. Thôi mà, hai người. Nè, cho tôi xin đi nè. Thôi mà. Thôi. Anh
Dù là vô tình, nhưng cha con và người đàn bà đó đã đem xác của mẹ đem chôn ở một rừng vắng. Rồi sau đó họ bị đặt ra một câu chuyện, nói mẹ đi theo người đàn ông khác để làm ô nhục thanh danh của mẹ. Cha con nghiêm nhiên dắt người đàn bà đó vào nhà. Họ là đồ độc ác, con phải khiến họ phải trả giá. Nhất định con sẽ minh oan cho mẹ mà. Mẹ biết, con tin mẹ. Nhưng một mình con không thể chống lại với họ đâu, anh Hoa. Con sẽ tìm cách mà, không thể để mẹ chết oan như vậy được. Anh Hoa, con hãy đem hoa mẫu đơn đến tìm qua Tri huyện làng bên. Ông ta nổi tiếng là người thanh liêm, nhất định sẽ rửa oan cho mẹ. Nhưng con sợ người ta không chịu gặp một đứa trẻ như con. Không sao đâu, con cứ đi đi, hãy tin mẹ, mẹ có cách. Mẹ, mẹ, mẹ. Nhất định con sẽ minh oan cho mẹ. Hoa, con Hoa, mày đây. Chắc chắn là nó ăn cắp tiền rồi. Cái con trời đánh, mày dám ăn cắp tiền của bà, mày về đây chết mày với tao. Hoa, con Hoa, mày đây rồi, mày chết với tao. Bao, Bao, đại nhân ơi, đại nhân, không xong rồi đại nhân. Ta đã răn dạy con bao nhiêu lần rồi, và căn dặn những gì, khi làm hầu lính của ta, dầu cho chuyện kinh thiên động địa gì, thì hầu lính của ta phải tập kết bình tĩnh của ta, đầu tiên con phải tình bình. À, xin lỗi con, ta dạy con mà ta có hấp tấp mất rồi. Đầu tiên con phải bình tĩnh. Chuyện gì mà con hớt ha hớt hải vậy? Dạ phẩm đại nhân, dạ chuyện này gấp lắm rồi đại nhân. Phu nhân đột nhiên bất tỉnh. Hả? Phu nhân bất tỉnh à? Không có chuyện gì là đột nhiên hết. Con biết nguyên nhân tại sao không? Dạ con biết. Dạ. Đi gọi đại phu cho ta. Dạ tuân lệnh đại nhân. Chà chà, như vậy ta cần phải học kỹ là cái câu là tiên trách kỹ hậu trách nhân trước đã nè. Hả? Phu nhân đột nhiên bị bệnh à? Không thấy bình tĩnh được. Cả ngày rồi cũng không thấy đâu. Không lẽ nó bỏ trốn? Đúng là mẹ nào con nó mà. Tại sao mình phải lo cho nó? Nó đi thì càng tốt mà. Thôi thì cứ thuận theo ý trời. Nhổ được cái gai này thì mình càng có thể sống thoải mái thôi. Mình ơi. Mình có chuyện gì vậy? Sáng giờ em tìm con Hoa mà không thấy. Tiền ở trong phòng cũng biến mất. Chắc là con nó lấy tiền rồi bỏ trốn. Em lo quá à, sợ con nó lỡ dại. Thôi không sao đâu. Nếu nó đã muốn đi thì cứ để nó đi đi. Mình cũng làm hết sức rồi. Thôi mình vô dọn cơm đi, rồi hai vợ chồng mình ăn. Đại phu, hãy cho đại nhân ta biết phu nhân ta sao đi. Đại phu. Dạ bẩm quan, tôi đã cố gắng hết sức nhưng thực lực có hạn, không cách nào tìm ra bệnh cho phu nhân được.
Không đại phu, ta không đến nỗi hồ đồ như vậy đâu. Ta đã quen cảm giác này rồi. Thôi đại phu hãy ra về đi. Cảm ơn đại phu đã ghé qua. Dạ. Chúc đại phu về thượng lộ bình an. Dạ bây giờ sao? Bây giờ ta cũng chẳng biết làm sao, ta rối trí quá rồi. Nhưng có lẽ con cứ tiếp tục treo bảng chiêu mộ hiền tài. Nhưng lần này con phải ghi thêm một hàng nữa. Nếu ai có khả năng chữa bệnh hết cho phu nhân, đại quan ta trọng thưởng bằng nửa gia tài. Phu dạ. Đi lẹ lên đi. Dạ con đi liền. Ông ơi. Dạ con biết là phu nhân đang bệnh cần sự yên tĩnh, nhưng mà chuyện này gấp lắm ông ơi. Chuyện gì mà khẩn vậy? Dạ đã có người chữa bệnh cho phu nhân rồi. Vậy à, hãy mời ông ta vào đây. Dạ không phải ông ta. Vậy thì hãy mời bà ta vào đây. Dạ cũng không phải bà luôn. Chứ là ai? Dạ cô bé. Hả? Ngươi đùa giỡn với đại quan đó à? Ngươi đem sinh mạng của phu nhân ra đùa giỡn đó à? Bao nhiêu đại phu danh tiếng nhất vùng miền đều giơ tay xin hàng. Vậy mà một đứa hài nhi có thể chữa được bệnh gì? Mời nó đi chỗ khác mà chơi. Dạ con cũng nói giống ông vậy á. Nhưng mà cô bé nhất quyết đòi vô chữa trị cho phu nhân. Và cô bé còn chắc chắn là sẽ chữa được. Ông đã dạy con bao nhiêu lần rồi, chắc chắn nhất là không có gì chắc chắn. Nhưng cô bé này chắc chắn là chữa bệnh được cho phu nhân à. Được, ta mở lòng thêm một lần nữa. Mời cô bé vào đây. Dạ. Chào Quang đi. Dạ con chào Quang ạ. Con là tiểu nhi từng tuổi này mà con có thể là thần y chữa bệnh à? Dạ con có cách ạ. À. Con chữa cho phu nhân ta bằng cách nào? Dạ con dùng cái này ạ. À. Bông hoa này có tác dụng gì? Đúng là mình bị con nha đầu này lừa rồi đó ông. Dạ xin ông hãy tin con, hãy cho con thử. Rồi nếu không được thì sao? Trẻ thơ non trí khủng bố hư sự, ngươi vẫn tính nào chặt đó. Nè dạ. Tiểu nhi, con chữa chị bằng cách nào? Dạ nếu không được, Quang muốn đánh muốn xử con thế nào cũng được ạ. Con nên nhớ con đang đứng trước mặt quan huyện, nếu sai quan bị giam đó nha. Dạ. Mời con. Ê phu nhân, phu nhân thấy người sao? Thì ra cô bé này đã chữa bệnh cho ta sao? Là thần y chữa bệnh cho phu nhân đó. Nè con cái nhà ai, tên họ là chi, quê quán ở đâu, nói đại quan cho trọng thưởng. Dạ con tên là Ánh Hoa ạ. Ánh Hoa, tên của con đẹp lắm. Con gái, bây giờ con muốn được ban thưởng điều gì con cứ nói. Dạ con không cần vàng bạc gì cả, con chỉ muốn đòi lại công đạo cho mẹ của mình ạ. Cho đòi bị cáo. Cho đòi bị cáo vào xét xử. Dạ. Dạ bẩm quan, tôi không biết là quan cho đòi hai vợ chồng con lên đây có chuyện gì không. Hai vợ chồng con đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu ạ. Thưa quan, vợ chồng con làm ăn chân chính, đâu hại gì ai. Tào Khang tri thê là đạo trọng, người giết thắt vợ mình mà bỏ là vô tội sao? Dạ Quang ơi, tội cho con quá. Quang nói cái gì vậy? Làm sao con có thể giết vợ mình được? Có người bẩm báo với ta, người thông đồng với nhân tình nhân ngãi giết thắt vợ mình. Chưa hết, người còn thiêu xác rồi lại bôi cho chết cháu với danh dự vợ cũ mình, có đúng vậy không? Oan ức quá, chắc chắn là có hiểu lầm Quang ơi. Dạ đúng rồi đó thưa Quang, chắc chắn đứa nào nó ghét vợ chồng con, nó tị hiền, nó tọc mạch, nó đổ Quang cho vợ chồng con đó Quang. Chứ vợ chồng con hiền lắm, làm sao có thể giết người được. Thưa Quang, vợ chồng con là người hiền lành, chỉ biết làm ăn, đâu biết hại gì ai đâu. Dạ đúng vậy thưa Quang, vợ chồng con hiền dữ lắm. Con sâu con không dám đạp, con kiến con không dám đạp, làm sao con đạp chết con vợ con được. Dạ Quang ức quá. Với lại người ta nói phải có bằng chứng, nhân chứng, vật chứng. Được, cho đòi nhân chứng. Cho đòi nhân chứng.
Này anh Quang, người tố cáo với ta, hai kẻ đã thông đồng giết xác mẹ mình, có phải hai người này không? Dạ đúng. Dạ thưa Quang, tưởng ai xa lạ, đây là con bé Ánh Hoa, con gái ruột của con. Dạ, lỗi cũng tại con ở nhà con không có dạy dỗ chăm sóc cho nó đàng hoàng. Để bây giờ nó chơi bời lêu lỏng, nó ăn không nói có, nó gian dối như vậy, Quang đừng có tư. Con mau nói với Quang đi, chuyện này không có ăn nói bậy bạ được đâu. Dì và cha con đi kiếm con suốt mấy bữa nay con đi đâu vậy hả? Mấy người hại mẹ tôi thì sẽ bị trả giá. Mày! Dạ, 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 bẩm Quang. Quang ức quá. Ơ, Quang ơi, cho con xin đem con bé này về, con dạy bảo lại nó. Không có cái chuyện mà con đi giết vợ con được. Cái con nhỏ này là từ đó đến giờ nó ghét dì nó lắm. Cho nên nhân cái cơ hội này, nó đổ Quang cho hai vợ chồng con đó Quang. Thưa Quang, giết người là trọng tội, không thể nào mà nghe lời được một đứa con nít nói năng sằng bậy vậy. Dạ. Phải có bằng chứng chứ Quang. Tuy nhiên, phụ mẫu chi dân đăng đường thì phải xử cho thấu tình đạt lý chứ. Này anh Quang, ngươi đệ đơn với ta rằng cha và mẹ ghẻ đã thông đồng giết thác mẹ mình. Ngươi có bằng chứng gì không? Dạ có. Dạ bẩm Quang, đây là chỗ mà hai người họ đã chôn xác mẹ con. Trên thi thể mẹ chắc chắn có bằng chứng kết tội hai người họ à. Còn chắc gì vậy sao? Dạ. Quân. Dạ. Bẩm Quan, đây đích thị là một bộ xương người. Dạ bẩm Quan, đây là cái món vật còn sót lại thi thể của nạn nhân. Con Quan sẽ qua. Anh Quan, này có phải của mẹ con không? Dạ không, nó là của dì ta ạ. À. Tìm được trong mộ hài cốt của mẹ con thì làm sao là của dì ta? Dạ, năm đó lúc chôn xác mẹ, dì ta đã làm rớt chiếc bông tai này. Nhưng vì tiếc của, dì ta đã dùng đá của chiếc bông tai còn lại làm mặt dây chuyền. Chính là chiếc dây chuyền mà dì ta đang đeo ạ. À. Quân. Dạ. Lấy sợi dây chuyền. Dạ bẩm Quan. Phu nhân. Dạ. Quả thật là rất giống nhau. Tăng chứng vật chứng như vậy hai người còn nói gì với ta được chăng? Dạ Quang ơi, con sai rồi, xin Quang tha mạng. Quang ơi, Quang tha mạng cho con đi Quang, con biết sai rồi Quang ơi. Hai người có thấy trời cao đổ lệ hay không? Việc làm hai người là động tới thiên đình. Hai người quả là đổ gian phu giám phụ, làm trái luân thường đạo lý. Tội này không thể tha được. Quân, giam hai kẻ này vào khám tối chờ ngày xét xử. Dạ, xin Quang tha mạng. Quang ơi tha mạng. Và treo bảng khắp làng sẽ giải quan cho mẹ của anh Hoa. Mẹ, con gái của mẹ, cảm ơn con đã giúp mẹ giải nỗi oan ức này. Mẹ yêu con nhiều lắm. Hãy hứa với mẹ, con ở lại phải sống thật tốt nha con. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mà. Hãy nghe mẹ nói, khi nào nhớ mẹ, con hãy nhìn vào hoa mẫu đơn. Nhìn thấy hoa cũng như nhìn thấy mẹ vậy. Anh Hoa, con là một nữ nhi hiếu thảo, can đảm mà Quang đã từng thấy. Ta sẽ hậu tà những gì ta hứa với con. Và một điều hệ trọng nữa, phu nhân. Con gái, con ngoan lắm, đừng khóc nữa. Ta tin là mẹ con sẽ luôn bên cạnh con. Một điều quan trọng là ta và Quang đã bàn bạc với nhau là sẽ nhận con làm con. Nếu con đồng ý, ta sẽ thay cho mẹ con chăm sóc cho con và bù đắp tình thương cho con.
Dạ, con cảm ơn phu nhân, con cảm ơn Quang. Sao lại phu nhân? Phải là mẹ chứ.